Đây là hiện trạng của khu du lịch sinh thái Thác Mặt Trời của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Du lịch Thác Mặt Trời, có địa chỉ tại xóm Vó Khang, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Là khu du lịch sinh thái, thế nhưng từ ngày triển khai xây dựng vào năm 2004 cho đến nay, dự án vẫn chưa triển khai được đúng theo với mục tiêu mà dự án đã được phê duyệt. Mục tiêu mà dự án hướng đến là xây dựng khu du lịch sinh thái hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp các dịch vụ như ăn, nghỉ cao cấp, chăm sóc sức khỏe, thể thao, giải trí, tạo việc làm và thu nhập, nâng cao mức sống của người lao động địa phương vùng dự án. Viễn cảnh thì là vậy, lợi ích thì chưa thấy đâu, mà chỉ thấy việc xây dựng của công ty trì trệ. Hoạt động thường ngày cũng như cuộc sống của người dân vùng dự án bị đảo lộn. Từ lúc mà bắt đầu phát triển dự án du lịch đến bây giờ thì chỉ thấy là xây dựng tường bao với là một số mô hình gọi là như kiểu trang trại, vườn trang trại ở trong khu khuôn viên của du lịch thôi. Còn chưa thấy cái hoạt động gì về bên du lịch cả. Trước khi công ty du lịch về đây thì chúng tôi rất là phấn khởi. Và phải nói rằng là chúng tôi cảm thấy là khi mà du lịch hoạt động thì cái đời sống của nhân dân, bà con nhân dân chúng tôi sẽ phát triển lên. Nhưng mà quá trình hoạt động đến bây giờ thì chúng tôi thấy công ty cũng toàn là xây dựng nhà cửa và chăn nuôi, khu chăn nuôi của công ty cũng chưa mở mang cái du lịch. Còn bà con nhân dân thì cũng chưa được hưởng lợi cái gì. Đường đi lên để bà con đi dân sinh thả châu bò thì bây giờ công ty lại cho ô tô, cho máy xúc là đóng cửa lại để không cho ngăn cấm, cho không cho bà con đi. Thì cái đấy là tôi thấy rằng là ở đây công ty du lịch là chưa vào hoạt động và rất là gây khó khăn cho bà con. Và hiện nay thì công ty cũng có sự khai thác cát ở trong khu vực công ty. Thì đây là hiện tượng là khai thác trái phép. Và đề nghị là cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết làm sao cho công ty là làm theo đúng pháp luật của nhà nước. Được biết, dự án khu du lịch sinh thái Thác Mặt Trời được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 30 tháng 12 năm 2008 với quy mô xây dựng một khách sạn 3 sao, 24 biệt thự nhà vườn, 23 nhà nghỉ ven suối, ven núi, các công trình nhà nghỉ dưỡng lão, nhà hàng, nhà điều hành, các khu dịch vụ vui chơi giải trí. Diện tích thực hiện dự án là 120 hectare và có tổng mức đầu tư là 670 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện trạng bây giờ của khu du lịch này chỉ là nơi chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây ăn quả. Cái công ty du lịch Thác Mặt Trời này thì đã khởi động vào năm 2004, cách đây cũng sắp xỉ 20 năm rồi. Nếu mà đối chiếu với du lịch sinh thái thì chúng tôi thấy có một số cái điểm nó không hợp lý. Ví dụ như là công tác chăn nuôi trong đấy, thì đã du lịch sinh thái là môi trường cảnh quan phải xanh phải đẹp. Thế nhưng mà công ty lại có những cái động tác là chăn nuôi trâu bò với cả lợn gà trong đấy thì cái này là chắc chắn về sau thì nó có ảnh hưởng đến môi trường suối. Bởi sinh thái là có suối chảy. Và con suối này thì là không phải những đối xã Kim Bôi hưởng lợi mà cả thị trấn Bo. Đấy cũng con suối chảy qua ra sông Bôi. Đấy và các cái khu vực lân cận nó có ảnh hưởng là nhất định. Xã thì có công trình nước sinh hoạt nằm trong cái phạm vi đất của công ty. Thì cho đến vừa rồi, cách đây khoảng mấy tuần thôi, thì là có cái hiện tượng là công ty là tự ý lấy máy là múc đá chặn tất cả những con đường bà con lên nương ngày xưa ấy, nói là lên nương ấy. Và cái đường lên trạm nước, vận hành trạm nước hiện nay cũng bị khống chế. Là anh em tổ vận hành nước là không thể lên để đảm bảo cái việc là vận hành nước cho bà con nhân trong xã nói chung và các xã lân cận sắp tới là cũng hưởng cái nguồn nước này. Được biết, lợi dụng việc xây dựng khu du lịch công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Thác Mặt Trời còn tiến hành khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối đập đó nằm trong khuôn viên của khu du lịch. Khi lực lượng chức năng của xã và huyện Kim Bôi đến kiểm tra, lập biên bản vi phạm, phía công ty đã tỏ thái độ bất hợp tác mà còn khóa cổng ngăn cản tổ công tác của xã, của huyện khi thực hiện di rời tang vật ra khỏi khuôn viên công ty. Phát hiện là công ty có tổ chức là khai thác khoáng sản trái phép tại khu suối của xóm Vó Khang mà nằm trong cái đất khuôn viên của khu du lịch. Cụ thể là khai thác cát. Sau đó nắm được tình hình thì xã cũng nhất trí là cho cái tổ công tác của xã là công an xã vào phối hợp với tổ công tác của công an huyện trực tiếp đến để làm việc
ý là vào lập biên bản là tạm dừng đã, không là làm rõ cái hành vi khai thác thì có cấp phép hay không cấp phép, nhưng mà đơn vị này là tỏ cái thái độ là không hợp tác với tổ công tác. Đến lúc là đến sau 23 giờ thì là mới xin ý kiến chỉ đạo của công an huyện thì mới tổ chức cưỡng chế. Lúc cưỡng chế xong nó gần sáng rồi. Cái tình tiết thì cho đến bây giờ thì thấy rằng là đối với tình hình bà con dân thì cũng rất là ủng hộ thôi. Bởi vì nguyện vọng nhân dân là muốn phát triển kinh tế trên cái cơ sở của mình có du lịch. Thế nhưng mà quả thật là sau bao nhiêu năm mong chờ thì giờ phút này thì chưa thấy có cái gì là phát triển với du lịch cả. Thế còn cái ảnh hưởng đến bà con dân cái đấy là hiện hữu rồi. Dự án được triển khai từ năm 2004 cho đến năm 2008 mới có chứng nhận đầu tư. Thời gian hoạt động của dự án đến ngày 17 tháng 11 năm 2004. Tiến độ thực hiện đầu tư và hoàn thành đầu tư xây dựng đưa dự án đi vào hoạt động kinh doanh từ tháng 12 năm 2011. Tuy nhiên cho đến nay, dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra và lên phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho dự án. Thế nhưng phía chủ đầu tư dự án không hợp tác và cũng không hề biết đến chính quyền địa phương.